Đó. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ có một buổi livestream về vấn đề địa chỉ IPv4 trong môn mạng máy tính. Đó. Trong buổi live này, trong buổi livestream này mình sẽ giới thiệu các cái một số kiến thức cơ bản về địa chỉ IPv4 và các cái thao tác tính toán và sử dụng địa chỉ IPv4 trong mạng. Rồi các bạn chờ một chút, mình sẽ mở lại cái bài giảng của môn học trên lớp mình dạy về địa chỉ IPv4. Mình sẽ nhắc lại một số cái khái niệm về địa chỉ IPv4. Rồi, như các bạn đã biết thì địa chỉ IPv4 là địa chỉ IPv4 là một trong những nó là một giá trị để định danh cho một cổng mạng tại tầng mạng. Khái niệm địa chỉ IP chúng ta nghe đến nhiều rồi, đúng không? Thì địa chỉ IPv4 là một phần của giao thức IPv4. Thì địa chỉ IPv4 sẽ bao gồm có 32 bit nhị phân, độ dài 32 bit nhị phân. Thì khi biểu diễn địa chỉ IPv4 thì thường chúng ta sẽ nhìn thấy dưới dạng thập phân có chấm như chúng ta nhìn thấy ở đây. Đó. Thì trong dạng thập phân có chấm này thì địa chỉ IPv4 này sẽ gồm có 4 phần. Mỗi phần sẽ là một giá trị 8 bit. Như vậy là để chuyển từ dạng địa chỉ IPv4 sang từ nhị phân sang thập phân có chấm thì rất đơn giản là từ 32 bit nhị phân là chúng ta sẽ chia thành 4 phần và từng phần đó chúng ta chuyển sang giá trị thập phân. Ví dụ cái slide trong slide này, đúng không ạ? Chuyển từ dạng thập phân có chấm sang dạng nhị phân tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển mỗi một giá trị thập phân thành một giá trị số nguyên 8 bit. Và chúng ta sẽ có 8 phần à, chúng ta sẽ có 8 bit nhân với 4 phần, chúng ta sẽ có 32 bit địa chỉ dạng nhị phân. Trong cái thao tác tính toán với địa chỉ IPv4 thì việc chuyển đổi từ dạng nhị phân sang dạng thập phân chúng ta cần phải thành thạo. Tất nhiên là nếu như chúng ta làm bài tập quen rồi thì chúng ta có thể tính nhẩm mà không cần phải chuyển từ qua lại giữa hai cái dạng này nữa. Tuy nhiên là về các cái thao tác tính toán cơ bản chúng ta cần phải thành thạo việc chuyển đổi này. Địa chỉ IPv4 sẽ gồm có hai phần. Đó là phần host ID và phần network ID. Phần network ID nó bao gồm các bit cao, tức là các bit được viết trước, còn phần host ID bao gồm các bit được viết sau. Thì trong địa chỉ IPv4 thì số bit thuộc phần network ID sẽ được quyết định bởi cách thức sử dụng. Địa chỉ IP có hai cách thức sử dụng là sử dụng theo kiểu phân lớp địa chỉ và sử dụng theo kiểu không phân lớp địa chỉ. Chúng ta sẽ đề cập đến điều đó sau. Mình sẽ mở cái Word lên và nốt lại một số kiến thức các bạn cần nhớ về địa chỉ IPv4. Qua chờ một chút, mình sẽ nốt lại một số kiến thức quan trọng về địa chỉ IPv4. Thứ nhất là độ dài này, 32 bit nhị phân, biểu diễn thập phân có chấm, thì sẽ là 4 octet. 4 octet đấy mình ký hiệu là O. Chấm O2, chấm O3, chấm O4. O4 octet, O1, O2, O3, O4. Được chưa? Cái định dạng có hai phần. Network ID và host ID.
mình tạm gọi network ID là có n bit, còn host ID là có 32 chữ n bit. Thì như mình đã nói là cái số bit sử dụng cho network ID nó tuân theo phụ thuộc vào cách thức sử dụng địa chỉ IP đó như nào. Thì chúng ta có hai cách thức sử dụng địa chỉ IP, đó là phân lớp và không phân lớp, thì nhắc lại mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta xem đấy là các cái dạng địa chỉ IP V4. Đó, các dạng địa chỉ IP4. Chúng ta sẽ có 4 loại. Đó là địa chỉ mạng, địa chỉ quảng bá, địa chỉ nhóm và địa chỉ máy chạm. Thuật ngữ tiếng Anh lần lượt là network address địa chỉ quảng bá, broadcast address địa chỉ nhóm, multicast address địa chỉ máy chạm, unicast address. Được chưa? Rồi. Thế thì quay trở lại với cái định dạng địa chỉ IPv4, chúng ta thấy là địa chỉ IPv4 cũng có hai phần là phần network ID và phần host ID. Phần network ID còn gọi là phần định danh mạng, còn phần host ID gọi là phần định danh máy chạm. Phần định danh máy chạm là phần dùng để phân biệt các máy chạm trong cùng một mạng với nhau. Còn phần network ID phân là gì ạ? Là phần định danh mạng là để phân biệt các mạng khác nhau. Thì chúng ta lý rằng là tất cả các máy tính nằm cùng một mạng thì sẽ có phần host ID khác nhau và phần network ID giống nhau. Các máy tính nằm các mạng khác nhau thì sẽ có network ID khác nhau. Được chưa? Đấy là kiến thức rất là cơ bản, chúng ta quan trọng chúng ta cần phải nhớ. Được. Thế thì địa chỉ mạng là gì? Địa chỉ mạng là địa chỉ có tất cả các bit phần host ID là không. Được chưa? Địa chỉ quảng bá chúng ta sẽ có hai dạng. Ta sẽ có hai dạng địa chỉ quảng bá cục bộ là 255.255.255. Ở đây quay trở lại với cái dạng thập phân có chấm thì cũng nhắc các bạn luôn, mỗi một giá trị thập phân có chấm này sẽ lớn hơn hoặc bằng không. Là nhỏ hơn hoặc bằng 255. Được chưa? Rồi quay trở lại phần các dạng địa chỉ IPv4 thì địa chỉ chúng ta có địa chỉ quảng bá mạng của bạn là địa chỉ có tất cả các bit của host ID là một. Địa chỉ multicast address là địa chỉ thuộc nhóm, địa chỉ phân lớp D, chúng ta sẽ nói về phân lớp D. Còn địa chỉ máy chạm là chúng ta còn lại. Được chưa? Rồi. Thế thì địa chỉ mạng là địa chỉ dùng để định danh cho một mạng, và chúng ta lý giúp cho là địa chỉ mạng không gán cho bất kỳ thiết bị nào trong mạng. Nó là một địa chỉ định danh mang tính chất gì, mang tính chất hình thức. Địa chỉ quảng bá là địa chỉ được dùng để gửi dữ liệu cho tất cả các nút trong một mạng. Khi chúng ta cần gửi dữ liệu quảng bá cho tất cả các nút trong một mạng thì địa chỉ đích trên gói tin sẽ là địa chỉ quảng bá. Địa chỉ nhóm là địa chỉ được dùng để gửi dữ liệu cho một nhóm, và địa chỉ máy chạm là địa chỉ để gán cho các nút mạng. Thì đây chúng ta lưu giúp cho là một nút mạng có thể là máy tính, có thể là router, được chưa? Và một nút mạng thì có thể có nhiều cổng mạng, vậy thì mỗi cổng mạng sẽ có một địa chỉ IP. Như vậy các bạn sẽ thấy là khi tôi nói rằng là địa chỉ IP gán cho nút mạng, các bạn hiểu rằng là gán cho cổng mạng trên nút mạng đó,
Và nút mạng có nhiều cổng mạng thì xuống mạng thì mỗi cổng mạng sẽ có một địa chỉ IP. Đó, đó là về các dạng địa chỉ IPv4. Rồi. Tiếp theo là về việc phân lớp địa chỉ IP. Thì như vừa nãy tôi nói rằng là địa chỉ IP được chia thành hai phần, đó là phần network ID và phần host ID. Thì số bit phần network ID được xác định phụ thuộc vào cách thức chúng ta sử dụng địa chỉ đó. Nếu chúng ta sử dụng địa chỉ theo cách thức phân lớp thì địa chỉ sẽ được phân thành 5 lớp. Lớp A là tất cả các địa chỉ bắt đầu bằng bit 0, nó sẽ có 8 bit thuộc network ID. Lớp B là bắt tất cả các địa chỉ bắt đầu bằng 2 bit 10 và nó sẽ có 16 bit thuộc network ID. Lớp C là tất cả các địa chỉ bắt đầu bằng 3 bit 110 và nó có 24 bit thuộc network ID. Và lớp D, lớp E là hai lớp đặc biệt. Lớp D là lớp dùng địa chỉ multicast. Thì các địa chỉ lớp D dùng làm địa chỉ multicast sẽ bắt đầu bằng 4 bit 1110. Còn địa chỉ lớp E là địa chỉ dự phòng bắt đầu bằng 4 bit 1111. Đó thì đấy là cách thức phân lớp địa chỉ IP. Thì khi chúng ta phân lớp địa chỉ IP thì hạn chế của phân lớp địa chỉ IP đó là dạng làm việc sử dụng địa chỉ IP làm cho việc sử dụng địa chỉ IP trở nên cứng nhắc và kém hiệu quả. Do đó là người ta sử dụng cái phương pháp thứ hai là phương pháp không phân lớp. Sử dụng địa chỉ IP theo cách thức thứ hai là cách thức không phân lớp với hay còn gọi là CIDR. Với cách thức không phân lớp này địa chỉ không phân lớp. Thì với cách thức này địa chỉ sẽ được viết dưới dạng thập phân có chấm kèm theo một cái giá trị. Người ta gọi là mặt nam ạ. Đó. Gạch chéo N người ta gọi là mặt nam ạ. Là cho biết có n bit là network ID. Bên network ID có n bit đúng không ạ? Rồi. Chúng ta sẽ nói thêm về mặt nạ mạng. Mặt nạ mạng thì sẽ có các cách biểu diễn, ba cái biểu diễn. Cách thức thứ nhất là biểu diễn dưới dạng nhị phân. Rồi cách thức biểu diễn quen thuộc nhất đó là dạng prefix. Prefix đó chính là dạng gạch chéo N. Ví dụ chúng ta có 192 168.1.25.23 chẳng hạn, gạch chéo 26 chẳng hạn. Đấy thì phần gạch chéo 26 này là mặt nạ mạng dạng prefix. Đến dạng nhị phân nó là 32 bit với cách thức định dạng như sau. Nó sẽ bao gồm phần đầu là các bit 1. Và tiếp theo là các bit 0. Bao gồm các bit một này, phần này sẽ là n bit, n bit một. Chúng ta lưu giữ cho n đó chính là dạng prefix và các bit không này tất nhiên nó còn lại là 32 trừ n bit và cuối cùng là dạng thập phân có chấm. Đó, biến đổi tương tự như là địa chỉ IPv4, dạng thập phân có chấm biến đổi tương tự như IPv4, tức là từ dạng những phân 32 bit chúng ta chia thành 4 phần và một phần đó chuyển sang dạng thập phân. Thì mặt nạ mạng có thể dùng để làm gì? Mặt nạ mạng có thể dùng để tính địa chỉ mạng từ địa chỉ máy chạm. Chúng ta biết rằng lúc này địa chỉ sẽ có dạng là gì ạ? Không có dạng là O1 chấm O2 chấm O3 chấm O4 gạch chéo N. Đó. Thì tính địa chỉ từ mạng từ địa chỉ máy chạm như nào? Thứ nhất là gì ạ?
Cách làm là như này. Bước 1 là chuyển địa chỉ IP và mặt nạ mạng sang dạng phần. Bước thứ hai, thực hiện phép toán AND với hai giá trị. Và bước 3, chuyển kết quả từ nhị phân sang thập phân có chấm. Đây là ví dụ. Giả sử chúng ta có một địa chỉ IP là 203.170.142.130 với mặt nạ mạng gạch chéo 27. Thì chúng ta muốn biết địa chỉ mạng tính từ địa chỉ IP trên thì chúng ta sẽ biến đổi này. Đó, biến đổi 203.178.142.130 sang dạng nhị phân. Lưu ý là trong bài giảng thì mình sẽ không giảng cách thức chuyển đổi như nào nhé. Cái đấy là các bạn phải tự rèn luyện cho thành thành thục. Bây giờ học môn mạng máy tính lại đi ngồi hướng dẫn lại chuyển đổi cơ số thì lại giống tin đại cương của các em năm nhất quá, đúng không ạ? Cái đấy các bạn tự rèn luyện cho thành thục. Rồi, mặt nạ mạng chúng ta gạch chéo 27 này, chúng ta thấy là mặt nạ mạng gạch chéo 27 sẽ viết dưới dạng gì ạ? Sẽ viết dưới dạng nhị phân. Đó, chúng ta nhìn thấy 27 bit đầu tiên là 1, 5 bit sau là 0. Thế tương ứng với cái dạng này chúng ta sẽ thấy là từ dạng nhị phân này nếu muốn chúng ta có thể biến thành dạng, nếu muốn chúng ta có thể biến thành dạng thập phân đây. 255.255.255.224 sau khi có dạng nhị phân rồi chúng ta thực hiện phép toán AND thì các bạn biết nguyên tắc của phép toán AND rồi đúng không? AND với 1 thì giữ nguyên, còn AND với 0 thì bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong tình huống này 27 bit đầu tiên của địa chỉ IP sẽ AND với 27 bit 1 của mặt nạ mạng và nó sẽ được giữ nguyên. Được chưa? Đó chính là các bit của network ID. Còn 5 bit cuối của địa chỉ IP tương ứng với phần dạ tương ứng phần host ID sẽ end với 5 bit 0 của mặt nạ mạng và nó sẽ biến thành 0. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là một chuỗi nhị phân 32 bit biểu diễn cho mặt nạ mạng tính toán được, và chúng ta có thể chuyển sang dạng gì ạ? Chúng ta có thể chuyển sang dạng thập phân có chấm. Lưu ý là địa chỉ IP dùng với dạng thập phân có chấm luôn phải có mặt nạ đi kèm. Đó, luôn phải có mặt nạ đi kèm. Rồi bây giờ chúng ta tổng quát lên đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có mặt nạ là chữ N thì chúng ta sẽ thấy là N bit đầu tiên. Đó, với mặt nạ gạch chéo N thì N bit đầu tiên của địa chỉ IP N với N bit, N với N bit 1 của mặt nạ mạng thì sẽ được giữ nguyên. Còn lại các bit của địa chỉ IP sẽ N với các bit 0 còn lại của mặt nạ mạng sẽ biến thành 0. Được chưa? Đấy là nguyên tắc tính toán. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta sẽ thấy là nếu mà người ta cho địa chỉ IP dạng thập phân có chấm và mặt nạ dưới dạng thập phân có chấm thì chúng ta có thể tính toán được, chúng ta có thể tính toán được ngay trực tiếp một cách nhanh chóng mà không cần phải biến đổi sang dạng nhị phân, hoặc là phải biến đổi sang dạng nhị phân rất ít. Ví dụ trong tình huống này chúng ta sẽ có địa chỉ IP là 203.178.142.130, còn mặt nạ dưới dạng thập phân có chấm là 255.255.255.224. Thì các bạn biết rằng là giá trị 255 nó tương với dạng 8 bit 1. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những thành phần thập phân có chấm nào, thành phần thập phân có chấm nào trong địa chỉ IP AND với thành phần thập phân 255 trong mặt nạ, đúng không ạ? AND với 255 trong mặt nạ thì sẽ được giữ nguyên. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là 203 AND với 255 thì sẽ giữ nguyên là 203. 2178 AND với 255 thì sẽ là 178. Như vậy chúng ta thấy là tôi chỉ cần tính toán cái chúng ta chỉ cần phải tính toán đối với phần tương ứng của mặt nạ khác 255 thôi. Ví dụ trong tình huống này, đúng không ạ? Thành phần octet thứ tư của mặt nạ khác 255, chúng ta lúc đó chúng ta sẽ phải tính toán dưới dạng nhị phân. Chúng ta sẽ biến đổi thành phần 130 tương ứng trong địa chỉ IP sang dạng nhị phân, biến đổi thành phần 224 sang dạng nhị phân. Như vậy chúng ta thấy rằng là tôi chỉ cần phải tính toán với 8 bit thôi. Thời gian chúng ta tính toán sẽ nhanh hơn nhiều. Đấy là cách thức tính toán địa chỉ mạng. Rồi. Tiếp theo là tính kích thước mạng. Kích thước mạng đó chính là gì ạ? Đó chính là số nút mạng tối đa trong mạng. Thế làm nào được tính toán được số nút mạng tối đa trong mạng? Chúng ta thấy này, địa chỉ IP là giá trị định danh cho nút mạng. Vậy thì trong mạng địa chỉ IP phải có tính duy nhất. Tính duy nhất của địa chỉ IP nghĩa là gì?
Nghĩa là mỗi một nút mạng trong mạng thì sẽ dùng địa chỉ IP, và địa chỉ IP đấy không dùng cho nút mạng khác nữa. Tính duy nhất, nhắc lại là tính duy nhất của địa chỉ IP trong mạng là một địa chỉ IP thì chỉ gắn cho một nút mạng thôi. Như vậy là nếu mà trong mạng đúng không ạ, tôi cấp phát được ra bao nhiêu địa chỉ IP thì đó chính là số nút tối đa tôi có. Đó, trong mạng cấp phát được ra bao nhiêu địa chỉ IP thì đấy là số nút tối đa tôi có. Như vậy chúng ta thấy là bài toán chúng ta cần phải tính nó là gì ạ? Có bao nhiêu địa chỉ IP có thể cấp phát cho các nút trong mạng. Thì chúng ta quay lại cái khuôn dạng địa chỉ IP, quay lại cái định dạng địa chỉ IP, chúng ta thấy rằng là trong địa chỉ IP như tôi nói rồi, tất cả các nút trong cùng một mạng thì network ID giống nhau và host ID khác nhau. Như vậy là số địa chỉ IP có thể cấp phát trong mạng đó chính là số giá trị host ID. Trước tiên nó phải là số giá trị host ID khác nhau đã. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy trước tiên là số địa chỉ host ID khác nhau. Chúng ta nhớ rằng là host ID là có 32 trừ n bit. Được chưa? 32 trừ n bit. Vậy thì chúng ta sẽ lấy số giá trị host ID khác nhau là 2 mũ 32 trừ n, đúng không ạ? Không bàn cãi gì việc này cả. Được chưa? Nhưng ta nhớ rằng là sẽ có hai giá trị đặc biệt mà không dùng cho máy chạm, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Tất cả là 0 và tất cả là 1. Được chưa? Như vậy số địa chỉ IP cấp phát cho các nút mạng là 2 mũ 32 trừ n, đúng không ạ? Sau đó tất cả chỉ đi hai giá trị đặc biệt trên, trừ cho hai giá trị đặc biệt ở trên, đó chính là kích thước của mạng. Rồi đến đây chúng ta sẽ làm ngay một số ví dụ để thi trắc nghiệm những năm trước về địa chỉ IP, còn một phần nữa là phần chia mạng con sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số ví dụ đã để chúng ta thẩm thấu luôn kiến thức. Hôm trước có chữa cho các bạn một hai câu rồi, nhưng mà sau khi chữa xong một hai câu thì thấy rằng là cái phần địa chỉ IP là khá là quan trọng nên là tôi để lại. Đấy, chuyển sang buổi khác. Đấy ạ. Bài chia mạng con, bài chia mạng. Đây. Thì quay trở lại câu 74, câu 74 hôm trước tôi chữa rồi, đây tôi giải thích lại, đúng không ạ? Câu 74. Phát biểu nào sau đây là đúng về địa chỉ IP 116.12.34.113.128? A là một địa chỉ phân lớp A, chúng ta kiểm tra xem địa chỉ này có thuộc phân lớp A hay không. Chúng ta chuyển giá trị 116 sang dạng nhị phân sẽ là 0110 1010. Chúng ta sẽ thấy là giống như ở trước tôi nói rằng là tất cả các địa chỉ, đúng không ạ? Địa chỉ IP bắt đầu bit 0 thì thuộc phân lớp A. Vậy thì đây là một đáp án đúng, chúng ta có thể chọn. Được chưa? Tiếp theo, B phần địa chỉ máy chạm có 28 bit, đúng không ạ? Chúng ta lưu giúp cho là gạch chéo 28 này là mặt nạ mạng, nó cho biết số bit của network ID. Được chưa? Như vậy là phần địa chỉ máy chạm host ID đây, host ID đây không thể có 28 bit được. Đúng không ạ? 28 này là số bit của network ID. Vậy thì đây là một đáp án sai. Câu C có thể gán cho một nút mạng. Thì câu C chúng ta trước tiên chúng ta sẽ thấy là địa chỉ này thuộc lớp A. Đó, thuộc lớp A nên nó không thể là địa chỉ multicast được. Được chưa? Nên chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có cái phần host ID, kiểm tra các bit thuộc phần host ID. Được chưa? Chúng ta thấy là host ID 113 này. 113 chúng ta biến đổi sang dạng nhị phân là 0111001, có mặt cả bit 0 và bit 1, tức là đây là một địa chỉ unicast gán được cho máy chạm, gán được cho một nút mạng.
Được chưa? Vậy thì đây là một đáp án, C là một đáp án đúng. D chỉ dùng cho mạng LAN, chúng ta sẽ đề cập đến kiến thức này sau. Đây, tiện thể nhắc luôn. Để tiện thể nói luôn. Đấy. Không gian địa chỉ IPv4 của chúng ta sẽ dành ra một số địa chỉ IP dùng làm địa chỉ cho mạng LAN. Nó còn gọi là địa chỉ private address. Cái này các bạn buộc phải nhớ. Buộc phải nhớ. Địa chỉ dùng cho mạng LAN private address là các địa chỉ sau. Thứ nhất nó là địa chỉ giải địa chỉ lớp A 10.0.0.0.8. Tức là chúng ta hiểu rằng là tất cả các địa chỉ bắt đầu bởi octet mang giá trị 10 là một địa chỉ private, địa chỉ riêng dành cho mạng LAN. Tiếp theo đó là các địa chỉ thuộc lớp B từ 172.16.0.0-16 cho đến 172.31.0.0-16. Tức là các bạn hiểu rằng tất cả các địa chỉ nào bắt đầu bằng 172.16 cho đến 172.31 là địa chỉ private. Tiếp theo địa chỉ phân lớp C đó là từ 192.168.0.0-24 cho đến 192.168.255.0.24. Những địa chỉ này là địa chỉ private và chúng ta có thể hiểu là gì ạ? Chúng ta có thể hiểu là tất cả những địa chỉ nào bắt đầu bằng 192.168 là địa chỉ private dùng cho mạng LAN. Như vậy quay trở lại câu hôm nay, 116 không thuộc các địa chỉ 116.12.34.113 không thuộc các địa chỉ private, vậy thì nó không dùng cho mạng LAN. E nằm trong mạng có địa chỉ 116.12.34.128.28. Câu này về bản chất là gì ạ? Để xác định xem câu E này có đúng hay sai. Đó, để xác định câu E này đúng hay sai thì chúng ta sẽ tính toán địa chỉ mạng từ địa chỉ đã có trong đề bài. Đó, tính toán địa chỉ mạng từ địa chỉ có trong đề bài là 116.12.34.113.28. Thì cách tính như tôi vừa giải thích đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ có biến đổi mặt nạ mạng gạch cho 28 này. Để cho địa chỉ IP đây. Đó, và chúng ta dùng phép toán n thực hiện phép toán n và chúng ta sẽ có giá trị là gì ạ? 116.12.34.112. đây là địa chỉ mạng chúng ta tính toán được, trong khi địa chỉ ở câu đáp án là .128, được chưa? Vậy thì e là sai. Rồi. Câu trên mạng con ta sẽ để sau nhé. Rồi. Câu tiếp này. Câu tiếp sẽ hỏi là các địa chỉ IP nào sau đây có cùng network ID? Rồi, chọn hai đáp án. Chúng ta nhìn qua này, chúng ta nhìn qua trước tiên chúng ta thấy là các địa chỉ này sẽ có hai nhóm, đó là địa chỉ dùng mặt nạ 20 bit và địa chỉ dùng mặt nạ 21 bit. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy ngay một điều là các địa chỉ dùng mặt nạ 20 bit và các địa chỉ dùng mặt nạ 21 bit thì không thể có network ID giống nhau được. Bởi vì địa chỉ dùng mặt nạ 20 bit là có 20 bit thuộc network ID. Còn địa chỉ dùng mặt nạ 21 bit là có 21 bit thuộc network ID. Như vậy chúng ta thấy là để làm câu này chúng ta không phải là so sánh tất cả 6 địa chỉ này với nhau mà chúng ta chỉ cần so sánh 3 địa chỉ đầu đó để xem, và chúng ta so sánh 3 địa chỉ cuối thôi. 3 chỉ địa chỉ cuối với nhau chứ không phải là so sánh 6 địa chỉ với nhau. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta nhìn thấy này, tất cả các cái đáp án này đều có hai octet đầu tiên 172.16 là giống nhau hết cả rồi. Đó, thế nên là chúng ta chỉ cần kiểm tra gì ạ? Chúng ta chỉ cần kiểm tra octet thứ ba thôi. Đó, chúng ta chỉ cần kiểm tra octet thứ ba thôi. Tại sao chúng ta chỉ cần kiểm tra octet thứ ba? Bởi vì chúng ta nhớ rằng là với mặt nạ, ví dụ chúng ta làm cho ba địa chỉ ABC thì với mặt nạ gạch chéo 20 chúng ta thấy là có 20 bit thuộc network ID, thì hai octet đầu tiên hai octet đầu tiên đó là chiếm 16 bit rồi. Đó, trong 20 bit thuộc network ID thì hai octet đầu tiên là 16 bit rồi. Như vậy còn lại 4 bit, 20 trừ 16 bằng 4 mà. Đúng không ạ? Còn lại 4 bit sẽ nằm ở octet thứ 3. Vì chúng ta sẽ phân tích các octet thứ 3 này ra. 100 dễ thấy nó sẽ là gì ạ? 0110 0100. 110 0110 1110. 120 bằng là gì ạ? 0 1 1 1 0 1 0 0, đúng nhỉ? À, xin lỗi, đấy.
Được chưa? Đó. Đây là 120. Chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn vào đây này, chúng ta quan tâm đến bốn bốn bit tiếp theo, bốn bit đầu tiên. Chúng ta quan tâm bốn bit đầu tiên. Thì khi quan tâm đến bốn bit đầu tiên, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? 100 và 110 là giống nhau này. Đó. Như vậy có thể thấy ngay đây là hai địa chỉ IP có cùng network ID. Đó, chúng ta có thể chọn được ngay. Được chưa? Rồi, chọn được ngay nhá. Bây giờ tất nhiên là khi chúng ta đã chọn được ABC rồi, chúng ta chọn được rồi thì DEF chúng ta không phải kiểm tra nữa. Nếu muốn thì các bạn có thể kiểm tra thêm nhá. Ví dụ này, bây giờ chúng ta tương tự này, tương tự lý luận với gạch chéo 21 này. Với mặt nạ gạch chéo 21, chúng ta hiểu rằng là trong các địa chỉ này sẽ có 21 bit thuộc network ID. Được chưa? Hai octet đầu tiên là 16 bit trong 21 bit đó. Hai octet đầu tiên là 16 bit trong 21 bit đó. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra gì ạ? Kiểm tra 5 bit trong octet thứ ba và 5 bit đầu tiên trong octet thứ ba. Chúng ta sẽ có 130. Nó sẽ là 1000 0010, 140 sẽ là 1000 1100. Nghe chưa? Và 150 sẽ là 1001. Đó. Được chưa? Nhớ rằng chúng ta sẽ kiểm tra 5 bit. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra 5 bit. Chúng ta sẽ thấy này. Rõ ràng thấy ngay 5 bit của các địa chỉ này là khác nhau. Vậy thì các địa chỉ DF, trong số các địa chỉ DF chúng ta sẽ không thấy có địa chỉ nào là cùng mạng với nhau cả. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ có hai đáp án cần chọn là A và B. Được chưa? Rồi, những địa chỉ IP nào sau đây không dùng trên mạng Internet? Để dùng trên mạng Internet thì địa chỉ đó thứ nhất là không phải là địa chỉ private. Thứ nhất không phải là địa chỉ private. Thứ hai không phải là địa chỉ loopback. Đó, bởi vì địa chỉ loopback là địa chỉ còn gọi là địa chỉ quay lui, là địa chỉ dùng cho máy chạm cục bộ. Dùng cho máy chạm nội bộ. Nó là 127.0.0.0 gạch chéo 8. Thì chúng ta sẽ thấy là những địa chỉ không dùng trên mạng Internet chỗ này phải nhớ nhé. Đây là một địa chỉ. Được chưa? Rồi. Trong địa chỉ dùng cho mạng LAN ấy, thì còn một địa chỉ đặc biệt nữa là địa chỉ liên kết nội bộ, nó là 169.254.0.0.16. Địa chỉ này gọi là địa chỉ liên kết nội bộ. Các nút mạng sẽ tự động sử dụng địa chỉ này nếu trong mạng không có dịch vụ cấp phát địa chỉ IP tự động. Nếu trong mạng các nút mạng không được cấp phát địa chỉ IP tự động bởi dịch vụ DHCP thì các nút mạng sẽ dùng địa chỉ này để tự động cấu hình. Thế nên có thể coi địa chỉ 169.254.0.0.16 là một địa chỉ private nữa. Vậy chúng ta có thể chọn địa chỉ này. Được chưa? Rồi tiếp 192.168, như tôi nói rồi, tất cả các địa chỉ bắt đầu bằng 192.168 là địa chỉ private, địa chỉ riêng dùng cho mạng LAN, không dùng trên Internet. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án ABC. Các đáp án còn lại đều có thể dùng được. Rồi, địa chỉ 148.37.21.104 thuộc phân lớp nào? Để xác định thuộc phân lớp nào, chúng ta sẽ kiểm tra các bit đầu tiên. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra các bit đầu tiên. Đây. Và khi kiểm tra các bit đầu tiên thì chúng ta chỉ cần kiểm tra octet đầu tiên thôi, chúng ta không cần phải biến đổi sang dạng nhị phân cho tất cả các octet. Chỉ cần biến đổi cho octet đầu tiên, trong trường này là 148, chúng ta để dễ dàng biến đổi nó thành 100100. Được chưa? Đây, địa chỉ này có thể thấy là địa chỉ thuộc phân lớp B. Chọn được luôn. Địa chỉ IP nào sau đây gán được cho một nút mạng? Nào, gán được cho một nút mạng, chúng ta quay trở lại đây. Đó. Gán được cho một nút mạng thì nó là địa chỉ máy chạm. Tức là gì? Không phải là địa chỉ mạng, không phải địa chỉ quảng bá, không phải địa chỉ nhóm.
Câu này sẽ làm tương đối vất vả. Câu này sẽ làm tương đối vất vả vì chúng ta sẽ phải kiểm tra tất cả các địa chỉ. Khi kiểm tra tất cả địa chỉ, chúng ta thấy thứ nhất địa chỉ A. Đây là địa chỉ của phân lớp D. Nghĩa là nó gì ạ? Nó địa chỉ multicast, không dùng cho một nút mạng. B. B thì có thể thấy ngay là gì ạ? B là 192.168.1.0 mặt nạ gạch chéo 24. Với mặt nạ gạch chéo 24, chúng ta sẽ có 24 bit thuộc network ID. Đó là 24 bit của octet 192, 168 và 1. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 8 bit. Đúng không ạ? 8 bit của host ID là 0. Được chưa? Vậy thì B là địa chỉ mạng. C. Đáp án C. Trong đáp án C này, trong đáp án C chúng ta sẽ thấy là địa chỉ của chúng ta 10.64.0.0.12. Lý luận tương tự như trên, chúng ta sẽ thấy là có 12 bit thuộc network ID. Trong 12 bit thuộc network ID này thì 8 bit đầu tiên là gì ạ? 8 bit đầu tiên là 10. Đó, 8 bit đầu tiên là 10. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là trong 64 này sẽ còn trong 64 này sẽ có 4 bit nữa thuộc gì ạ? Chúng ta sẽ có 4 bit nữa thuộc host ID. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta biến đổi 64 này. Xin lỗi, trong 64 này sẽ có 4 bit nữa thuộc vào phần network ID. Chúng ta sẽ có 64 bằng 0100000. Đó. Thì các cái bit 0100 này là thuộc phần gì ạ? Là của đó, 0100 là của network ID. Như vậy chúng ta thấy là host ID sẽ còn lại đây, host ID. Host ID này sẽ có 4 bit 0 ở octet 64 này. 4 bit 0 ở octet 64 này. Các bit còn lại của host ID nằm ở hai octet sau đều là 0. Vậy thì đây là một địa chỉ mạng. Đấy. Nhắc lại nhé, với địa chỉ này mặt nạ sử dụng là gạch chéo 12, chúng ta sẽ có trong 12 bit này thì 8 bit của octet 10 đó, đó là các bit thuộc network ID. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thêm 64. Trong giá trị octet 64 này sẽ có 4 bit đầu tiên thuộc network ID. Biến đổi 64 là 0100000 thì 4 bit đầu này là thuộc network ID. 4 bit sau của 64 là thuộc host ID. Và 4 bit sau này đều mang giá trị là 0. Được chưa? Rồi, 4 bit sau này mang giá trị là 0 cộng với tất cả các bit còn lại của hai octet 0.0 cũng là của host ID. Vậy thì tất cả các bit của phần host ID bằng 0, nó là một địa chỉ mạng. Câu D tương tự như vậy, chúng ta thấy nó là một địa chỉ mạng. Tại sao câu đây là một địa chỉ mạng? Bởi vì tương tự như vậy, chúng ta sẽ có 64 bằng 0100000. Thì với mặt nạ cái chéo 10 này, trong 10 bit của network ID thì 8 bit của octet 10, 2 bit của octet 64, 2 bit của octet 64 đây, thuộc phần network ID. 6 bit còn lại của octet 64 là host ID, thì cả 6 bit này đều là 0. 6 bit còn lại của octet 64 là 0. Thế cộng với các bit còn của hai octet còn lại. Đó, các bit của hai octet còn lại cũng là 0. Vậy thì đây là một địa chỉ mạng rõ ràng rồi, đúng không ạ? Tiếp chúng ta làm cho câu E. 172.16.3.255 gạch chéo 21. Chúng ta thấy là mặt nạ gạch chéo 21 thì có 172.16. Hai octet này tương ứng 16 bit. Hai octet này từng 16 bit là hai octet của phần network ID. Như vậy chúng ta sẽ còn lại là gì ạ? 21 trừ 16 là 5 bit. 5 bit còn lại của network ID sẽ nằm ở gì ạ? Nằm ở giá trị 3 này. Nó sẽ có 3 bằng 0000011. Được chưa? 5 bit. Của network ID. Còn lại 3 bit này này. 3 bit này là host ID.
Đó, chúng ta nhìn thấy 3 bit này là Host ID thì thấy ngay Host ID có gì? Host ID có cả 0, Host ID lại có cả 1, vậy thì đây là một địa chỉ gì? Đây là một địa chỉ. Máy chạm. Bởi vì bản thân địa chỉ này không phải là địa chỉ các bạn. Không thuộc phân lớp D. Về. Được chưa? Nhớ rằng một địa chỉ máy chạm còn không phải được thuộc phân lớp D và E. Không thuộc phân lớp D và E này. F. Với mặt nạ cái chó 22. Với mặt nạ cái chó 22 chúng ta sẽ thấy là trong 22 bit của Network ID thì 172.16 hai octet này là thuộc về Network ID 16 bit đúng không ạ? Còn lại 22 trừ 16 là 6 bit. 6 bit còn lại của Network ID sẽ nằm ở octet mang giá trị 3. Thì tương tự như ở trên, chúng ta sẽ có 3 bằng 0000 0000 0011. Thì 6 bit đầu tiên của octet này thuộc vào Network ID. 2 bit sau của octet này thuộc vào Host ID. 2 bit sau là 11 cộng với octet cuối cùng là 255. 255 cũng toàn là 1. Vậy thì như vậy đây là một địa chỉ dạ. Tất cả các phần bit của Host ID là 1. Tất cả các bit Host ID là 1, vậy thì đây là một địa chỉ quảng bá. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ chọn được địa chỉ này. Bạn thấy là câu này phải tính toán rất là vất vả, nhưng mà trên thực tế nếu như đây là tôi giảng kỹ, nên là mình giảng kỹ, còn nếu như các bạn mà chúng ta tính toán quen thuộc quen tay thì chúng ta có thể nhìn ra rất là nhanh, chúng ta tính nhẩm mà chúng ta không phải làm những cái động tác như vừa nãy nữa. Rồi các bài tiếp theo liên quan đến mạng con ta sẽ để lại sau. Rồi, bài này có bao nhiêu địa chỉ có thể sử dụng để gán cho các nút mạng trong mạng 204.16.156.32.27. Đây là câu hỏi về dạ. Đây là câu hỏi về kích thước mạng, thế nên chúng ta không cần phải quan tâm đến địa chỉ nhá. Các câu hỏi về kích thước mạng chúng ta không phải quan tâm địa chỉ mà chúng ta chỉ quan tâm đến mặt nạ thôi. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là số địa chỉ đó chính là 2 mũ gì ạ? 32 trừ 27. Tất cả trừ đi 2 bằng 30. Bạn nào không tin thì tự mang máy tính ra bấm. Rồi, địa chỉ IP nào sau đây là một địa chỉ multicast? Địa chỉ IP nào sẽ là một địa chỉ multicast? Nên rằng địa chỉ multicast là địa chỉ phân lớp D. Đấy chưa? Gợi ý. Địa chỉ multicast là địa chỉ phân lớp D. Rồi, gói tin có địa chỉ đích 67.125.90.13 sẽ được router chuyển tiếp tới mạng nào? Cái này liên quan đến nguyên tắc chuyển tiếp gói tin IP. Trước chúng ta hình như chưa nói đến đúng không? Rồi. Nguyên tắc chuyển tiếp gói tin IP này, ở trong đề bài này nói rằng là gì ạ? Gói tin có địa chỉ được chuyển tiếp tới mạng nào, nên là bỏ qua khi chuyển tiếp gói tin IP sẽ bỏ qua, không phải kiểm tra cái giá trị time to live nữa. Để chợ coi như là gói tin là được phép chuyển tiếp đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ xem là nó được chuyển tiếp tới mạng nào thôi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là để xác định gợi ý. Được chưa? Thì gói tin sẽ được chuyển tới mạng. Có phần Network ID giống với các bit tương ứng của địa chỉ đích. Thì ở đây chúng ta thấy này, phân tích địa chỉ đích này.
Địa chỉ đích là 67.125.90.13. Thì chúng ta nhìn thấy là đây, đó, chúng ta nhìn thấy trong các đáp án này, thì trong các đáp án này hai octet đầu tiên là 67.125. Là giống với hai octet của địa chỉ đích rồi, tức là 16 bit giống nhau rồi. Được chưa? 16 bit giống nhau rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra cái thành phần tiếp theo thôi. Đó. Chỉ kiểm tra thành phần tiếp theo thôi, xem có các bit nào giống nhau hay không. Vì chúng ta sẽ kiểm tra này. Thì đầu tiên là với địa chỉ A, địa chỉ có bao nhiêu bit của network ID ạ? Có 19 bit, đúng không ạ? Địa chỉ A có 19 bit của network ID. Thì trong 19 bit này 16 bit, 16 bit đã giống địa chỉ đích rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ xem xét địa chỉ đích thành phần 90 nó sẽ bằng là gì? 01 01 1010. Đó. Thế còn mặt nạ à, dạ, địa chỉ mạng. Địa chỉ mạng thì 64 này. 64 là bằng dạ 01 00 00 00. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhớ quay quay trở lại với cái này này. Như chúng ta đã thấy là hai octet 67.125 của mạng đã bằng dạ hai octet 67.25 của địa chỉ đích. Địa chỉ đích trên gói tin là 16 bit giống nhau rồi. Bây giờ cần phải kiểm tra 3 bit nữa. À, cần phải kiểm tra 3 bit. Đó, chúng ta kiểm tra 3 bit này. Chúng ta thấy 3 bit đấy giống nhau chưa? 3 bit đấy giống nhau rồi. Đúng không? Như vậy là nghĩa là phù hợp. Nhớ là phù hợp nhưng chưa chọn nhé. Chúng ta để đấy, chúng ta còn chưa chọn vội bởi vì nó còn quy tắc logic matching. Logic matching. Đó, nguyên tắc tìm kiếm này nhắc lại này, so sánh n bit đầu tiên trên địa chỉ đích gói tin với các bit tương ứng trên mặt nạ mạng đích. Trong đó gạch chéo n là mặt nạ mạng đích. Đấy. So sánh, nguyên tắc là so sánh n bit đầu tiên trên địa chỉ đích gói tin với các bit tương ứng trên mặt nạ mạng đích. Vừa nãy tôi nói ngược lại, tức là so sánh n bit của địa chỉ mạng đích với n bit của địa chỉ đích gói tin, cũng như thế thôi, đúng không ạ? Hai giá trị đây, trong đó là chúng ta nhớ rằng là gạch chéo n là mặt nạ của mạng đích, được chưa? Rồi, thế thì khi so sánh này chúng ta thấy là có một quy tắc gọi là quy tắc logic matching, mà các bạn làm bài các bạn rất hay quên quy tắc logic matching này. Quy tắc logic matching nó là gì ạ? Đó là nếu mà có nhiều mạng đích phù hợp, nhiều mạng đích thỏa mãn điều kiện trên này này. Đó. Có nhiều mạng đích thỏa mãn cái phép so sánh trên thì sẽ chọn mạng đích có mặt nạ lớn nhất. Đó, sẽ chọn mạng đích có mặt nạ lớn nhất. Thế nên ở đây chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta so sánh trong các đáp án này, chúng ta thấy phù hợp chúng ta phải để lại đã, chúng ta đừng kết luận vội, chúng ta phải kiểm tra thêm. Rồi, kiểm tra thêm trong cái địa chỉ tiếp theo, địa chỉ đích vẫn là cái giá trị 90 đấy. Còn địa chỉ mạng bây giờ là 0. 0 chúng ta thấy tất nhiên sẽ biến thành là gì ạ? 0000000. Nào bây giờ quay trở lại đây, nguyên tắc tìm kiếm là so sánh n bit. N đây là mặt nạ. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ so sánh 17 bit. Thì trong 17 bit này chúng ta nhớ rằng là 67.125 là giống nhau rồi. 16 bit giống nhau rồi, bây giờ so sánh bit đầu tiên. Đó, chúng ta thấy bit đầu tiên cũng phù hợp. Thấy chưa nào? Phù hợp. Cũng phù hợp luôn. Đó, thế nên làm bài này mà bạn nào mà làm bài này mà bạn nào mà đánh ngay đáp án mà thì chưa chắc là đúng đâu nhá. Tiếp theo này, đến 67.125.96.0 này, chúng ta sẽ có địa chỉ đích vẫn là như vậy. Địa chỉ mạng. Chín sáu chúng ta sẽ bằng là gì? 0110 0000. Đó.
Để so sánh này, so sánh 19 bit. So sánh 19 bit đây. Thì ở đây chúng ta so sánh thêm 3 bit. Tại sao so sánh 3 bit thì giống như vừa nãy nói rồi đúng không? 16 bit giống nhau rồi. 16 bit của hai octet này giống nhau rồi nên chỉ so sánh 3 bit của octet thứ 3 thôi. Thì không phù hợp. Đưa đến D. Giờ chỉ đích vẫn thế, chúng ta vẫn kiểm tra octet 90 và địa chỉ mạng là 128. Chúng ta sẽ thấy là không phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ phải so sánh 17 bit thì 16 bit giống nhau rồi nên là chỉ so sánh bit đầu tiên thôi. Để không phù hợp. Nào bây giờ tổng kết lại kết quả này, tổng kết lại kết quả tính toán này. Tổng kết lại kết quả chúng ta thấy là hai địa chỉ A và B phù hợp, nhưng mà địa chỉ A sẽ được chọn bởi vì chọn đúng chưa? Vì theo quy tắc logic matching, đấy, hai mạng này là đều phù hợp nhưng mà mạng được lựa chọn là mạng có mặt nạ lớn hơn, là gạch chéo 17. Rồi, đấy là xong các bài toán tính toán liên quan đến địa chỉ IP. Chúng ta sẽ quay trở về vấn đề trên mạng con. Đâu, trên mạng con của tôi đâu rồi? Đấy, trên mạng con. Thì trên mạng con đấy chúng ta sẽ thấy là nó xuất phát từ cái nhu cầu về quản lý và sử dụng địa chỉ IP. Tức là gì? Tức là tôi có một địa chỉ, tôi có một cái mạng rất là lớn với rất nhiều địa chỉ IP. Tôi gọi mạng lớn tức là nó có nhiều địa chỉ IP. Thế thì với cái số lượng địa chỉ IP lớn như vậy mà tôi không dùng hết thì tôi sẽ bị lãng phí. Tôi không dùng cho các mạng khác được. Đấy, giả sử chúng ta có một mạng có 1.000 địa chỉ IP. Lưu ý đây chỉ là con số giả sử để các bạn dễ hình dung thôi. Thế giả sử mạng của ta có 1.000 địa chỉ IP. Thế nhưng mà số lượng thiết bị là chỉ 100 thiết bị. Như vậy là tôi chỉ dùng đến 100 địa chỉ IP thôi. Tôi còn 900 địa chỉ. Thế 900 địa chỉ này tôi không thể dùng để gán cho các mạng khác được. Đó. Bởi vì là các mạng khác nhau thì phải có địa chỉ phần network ID khác nhau. Phải có địa chỉ phần network ID khác nhau. Hình dung được không ạ? Thế là từ cái mạng lớn ban đầu là 1.000 địa chỉ tôi có thể chia thành các mạng con. Thì sau khi tôi chia thành các mạng con rồi thì các mạng con này là có phần network ID khác nhau. Mà các mạng con có phần network đi khác nhau thì tôi sẽ đem gán cho các mạng khác nhau. Được chưa? Đấy là ý tưởng của bài toán chia mạng con. Thế thì cách thức chung của bài toán chia mạng con là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ dùng một mặt nạ mạng lớn hơn mạng ban đầu. Lớn hơn mạng ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ có địa chỉ mạng con. Bài toán chia mạng con. Đó là dùng mặt nạ lớn hơn mặt nạ mạng ban đầu. Thế lúc này là địa chỉ trong một mạng con. Địa chỉ IP trong một mạng con thì sẽ có những phần như này. Lúc này sẽ gồm định dạng nó sẽ gồm 3 phần là phần network ID mạng ban đầu. Phần này là n bit. Nó giả sử mạng ban đầu là mặt nạ gạch chéo n.
Tiếp theo là subnet ID. Phần này là k bit. Subnet ID định danh cho các mạng con. Đó. Và cuối cùng là host ID. Phần này chúng ta biết rằng nó chỉ còn lại bao nhiêu ạ? Bạn chờ một chút, tôi định dạng lại cho dễ nhìn. Còn host ID này còn lại là gì ạ? Tổng cộng địa chỉ IP có 32 bit này, trừ đi N bit của network ID mạng ban đầu này, trừ đi K bit của subnet ID này. Được chưa? Đó. Và chúng ta sẽ có mặt nạ mạng con là gạch chéo N cộng K. Tất nhiên là lớn hơn N. Vậy thì câu hỏi là subnet ID có bao nhiêu bit? Được chưa? Thì chúng ta nhắc lại là cái subnet ID là gì? Subnet ID là giá trị để phân biệt các mạng con, định danh cho mạng con. Đó. Mà cứ nói đến định danh tức là gì? Cứ nói đến định danh là các đối tượng khác nhau thì định danh khác nhau, các mạng con khác nhau thì subnet ID khác nhau. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ thấy là subnet ID có bao nhiêu bit là phụ thuộc vào số mạng con cần chia. Đó, tôi có bao nhiêu mạng con cần phải chia thì sẽ có bấy nhiêu subnet ID cần tới. Như vậy chúng ta thấy là subnet ID có bao nhiêu bit là phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào số mạng con. Phụ thuộc số mạng con. Thì chúng ta sẽ có hai dạng, đó là gì ạ? Mặt nạ mạng con không đổi. Tức là gì ạ? Tất cả các mạng con dùng mặt nạ giống nhau. Thì subnet ID có k bit với số mạng con chia được là 2 mũ k. Đó. Còn mặt nạ thay đổi VLSM phụ thuộc vào yêu cầu, số phụ thuộc vào dạ, số nút trong số nút mạng trong từng mạng con. Tức là các mạng con có số nút mạng khác nhau. Được chưa? Còn mặt nạ mạng con không đổi thì số nút mạng trong các mạng con giống nhau. Được chưa? Hay nói cách khác là số địa chỉ cấp phát được trong mỗi mạng con là giống nhau. Đó. Thì trong nội dung này thì chúng ta chỉ đề cập đến phương pháp chia mặt nạ, chia mạng con với mặt nạ mạng con không đổi. Thế còn phương pháp chia mạng con với mặt nạ thay đổi thường sẽ không xuất hiện trong đề thi. Trên lớp tôi dạy chia phương pháp với VLSM là phương thức chia giới thiệu thêm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với các câu chia mạng con. Đây, chúng ta sẽ làm cái câu này. Sử dụng mặt nạ 255.255.252 để chia mạng 160.12.64.0-19 thành các mạng con, hãy trả lời các câu hỏi sau. Được chưa? Thứ nhất là mạng con 255.255.252.0 ta chuyển sang dạng gì ạ? Ta chuyển sang dạng nhị phân. Chúng ta chuyển sang dạng nhị phân. Sau khi chuyển sang dạng nhị phân rồi thì chúng ta sẽ đếm các bit 1. Có bao nhiêu bit 1 thì đó chính là mặt nạ dạng prefix. Thì ở đây chúng ta có 22 bit 1.
thì mặt nạ nó dạng prefix là gạch chéo 22. Được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ trả lời các câu hỏi là số mạng con thành lập được là bao nhiêu. Được chưa? Thế thì đây chúng ta sẽ thấy là subnet ID là gì ạ? Subnet ID đó chính là sự chênh lệch giữa mặt nạ mạng con và mặt nạ mạng gốc. Đây. Mặt nạ mạng con là gạch chéo N cộng K. Được chưa? Còn mặt nạ mạng gốc. Mặt nạ mạng gốc cho mặt nạ mạng ban đầu là gạch chéo N. Vậy thì K đó chính là sự chênh lệch giữa mặt nạ mạng ban đầu. Đấy, giữa mặt nạ mạng ban đầu và mặt nạ mạng con. Thì trong trong câu hỏi này thì K sẽ bằng là 22 trừ 19, đúng không ạ? Mạng ban đầu là gạch chéo 19 này. Được chưa? Mặt nạ mạng con là gạch chéo 22 này. Như vậy chúng ta sẽ thấy là subnet ID sẽ có 3 bit, tức là chúng ta sẽ tạo được 8 giá trị subnet ID khác nhau, chúng ta sẽ có 8 mạng con cần phải chia. Rồi, mỗi mạng con có thể cấp phát được tối đa bao nhiêu địa chỉ máy chạm? Thì với mặt nạ gạch chéo 22 thì giống như bài ở trên, chúng ta sẽ là 232 trừ 22, tất cả trừ 2 là 1022. Được chưa? Câu 77 này, địa chỉ nào sau đây không phải là một địa chỉ mạng con có được từ cách chia trên? Được chưa? Bây giờ ta nhìn này. Muốn xác định địa chỉ mạng con thì tương tự như địa chỉ IP có trong một mạng con nhé. Chúng ta thấy này, địa chỉ IP có trong một mạng con ở đây. Đó, địa chỉ IP có trong một mạng con là có định dạng như này. Thì bây giờ chúng ta thấy là địa chỉ mạng con thì chỉ cần là phần host ID này là gì? Là các bit 0. Thế là xong thôi, thì nó sẽ có địa chỉ mạng con. Ở chỗ như vậy chúng ta thì coi là địa chỉ mạng con sẽ bao gồm có n bit đầu tiên là network ID của mạng ban đầu này, tiếp theo là k bit subnet ID này và cuối cùng là các bit 0. Được chưa? Được. Chúng ta thấy là k bit subnet ID sẽ tạo ra được thành các giá trị khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho bài này nhé. Subnet ID là 3 bit. Được chưa? Như vậy là các giá trị là 000 001 00 011 à 010 011 100 101 110 và 111. Đó, đây chính là. Thì chúng ta lập một cái bảng này, bài này tôi sẽ chữa chữa kỹ một chút để các bạn sẽ phát hiện ra quy luật này. Đây là subnet ID này. Là địa chỉ mạng này. Sau đây chúng ta điền các giá trị lần lượt 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110 và 111. Rồi. Địa chỉ mạng bắt đầu tôi copy xuống đây. Mặt nạ mạng con, các thông số ta cần phải có, tôi ghi lại ở đây là gạch chéo 22. Được chưa? Cái gạch chéo 22 này chúng ta thấy này, quay trở lại với địa chỉ này. Đó, chúng ta nhớ rằng là gì? Chúng ta nhớ rằng là trong địa chỉ mạng con thì n bit là của network ID ban đầu. N bit của network ID ban đầu tức là 19 bit đầu tiên. Đó, 19 bit đầu tiên trong địa chỉ mạng con là giống với network ID ban đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là 160.12. Chắc chắn tất cả các mạng con sẽ có hai octet đầu tiên là 160.12. Bởi vì nó là hai octet của network ID ban đầu. Đó, hai octet của network ID mạng ban đầu, và nhớ rằng là hai octet này mới chỉ là gì? Hai octet này mới chỉ là 16 bit thôi. Hai octet này mới chỉ là 16 bit thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ chúng ta có 3 bit còn lại là phải giống với mạng ban đầu là 64.
3 bit còn lại phải giống 3 bit của mạng ban đầu, tức là giống với 3 bit đầu tiên của 64. 64 là 00 ở chỗ 01 00 0000. Được chưa? Đó, như vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy nha, mạng con 1 này subnet ID là bằng 000. Được chưa? Như vậy là O3. O3 của mạng ban đầu. Cái này nhắc lại là tôi sẽ giảm kỹ một chút. O3 của mạng ban đầu này, thứ nhất là xin lỗi. O3 mạng ban đầu sẽ bao gồm có đây. 3 bit đầu tiên 010. Là của mạng ban đầu. Đó. Nhắc lại mạng ban đầu có 19 bit, được chưa? Bây giờ chuyển sang mạng con. 19 bit đấy phải được giữ lại, đúng không ạ? Đó là 160.12, 16 bit. Bây giờ sẽ là 3 bit đầu tiên của octet thứ 3. Octet thứ 3 của mạng ban đầu là 64. Chúng ta phân tích ra nhị phân đây. Đó, thì trong mạng con thì sẽ có 3 bit. Chúng ta sẽ xem xét octet thứ 3 của mạng con. Trong octet thứ 3 của mạng con thì 3 bit đầu tiên là giống với mạng ban đầu. 3 bit tiếp theo là subnet ID, đây, theo đúng khuôn dạng này. Đó, được chưa? Tiếp theo là với O3 này thì các bit còn lại là gì ạ? Các bit còn lại là host ID. Được chưa? Như vậy cái này là gì? Cái này là bằng 64. Bây giờ O4 này. Octet thứ 4 này. Octet thứ tư là thuộc phần nào? Octet thứ tư thuộc phần nào? Octet thứ tư là thuộc phần host ID rồi. Đó, vì octet này thuộc host ID. Như vậy địa chỉ đầu tiên là 19.160.12.64.0 gạch chéo, nhớ rằng phải có mặt nạ mạng con đi kèm. Được chưa? Tương tự như vậy này, chúng ta có mạng con 2 này. Mạng con 2 này. Mạng con 2 subnet ID là 001. Đấy, chúng ta chỉ thay vào vị trí subnet ID thôi. Được chưa? Cái này là bằng bao nhiêu? 68. Được chưa nhỉ? Đó, cái 3 bit đầu tiên 010 của mạng ban đầu vẫn giữ lại, đúng không ạ? 3 bit tiếp theo subnet ID thay mới, 2 bit còn lại của host ID là 0. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ có mạng 2 là .68. .0 cái chéo 22. Mạng con thứ 3. Tương ứng 010. Đang 72 này. Được chưa? Octet số 4 vẫn như vậy. Như vậy ta sẽ có tiếp theo là 72. .0 cái chéo 22. Chúng ta làm thêm một mạng con nữa thì các bạn sẽ phát hiện ra quy luật. Mạng con số 4. Subnet ID 011. Chợ chúng ta sẽ có tương ứng là 76. Được chưa? O4, octet số 4 thì vẫn là 0. Như vậy mạng con tiếp theo sẽ là .76.0. Gạch chéo 22. Các bạn phát hiện ra quy luật như nào? 64, 68, 72, 76 cách nhau bao nhiêu đơn vị? Cách nhau 4 đơn vị. Thế nên chúng ta có thể tự tin mà điền nốt số còn lại. Các bạn cứ tự tin điền nốt số còn lại đi. Và sau đó tôi sẽ nói với các bạn một cái mẹo làm rất là nhanh. Đó, đấy chính là các mạng con chúng ta chia được. Bây giờ chúng ta vừa thấy cái mẹo đúng không? Chúng ta vừa thấy cái mẹo là gì? Chúng ta vừa thấy cái mẹo đó là cái thành phần octet thứ 3 này này.
Cái thành phần oxit thứ ba này là tăng gì đây? Tăng theo cấp số cộng, đúng không ạ? Và cấp số cộng ta xác định được ngay sau khi chúng ta có hai phân tử ban đầu. Khi chúng ta có hai phân tử ban đầu, ta nhìn nhận thấy ngay được, ta nhìn thấy ngay được cấp số cộng. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là 64, 68, nên ta sẽ thấy là cấp số cộng cộng 4. Vậy chúng ta cứ tăng lên thôi, chúng ta tăng lên thôi, 64, 68, 72, 76. Thế nên là đối với các bài toán trên mạng con này, chúng ta chỉ cần xác định được xong địa chỉ hai mạng con đầu tiên là chúng ta có thể tự tin điền được địa chỉ của các mạng con phía sau, bởi vì nó tăng theo cấp số cộng. Nào bây giờ quay trở lại đây, chúng ta so vào đáp án nào. Chúng ta nhớ rằng là 64, 68 này. Đây, 68 ta chọn này. Đó, chúng ta phải chọn hai đáp án. 72 này chúng ta chọn này. 74, 76 đều không được. À xin lỗi. À đây, không phải. Sorry, sorry các bạn. Đấy, không đọc kỹ đề bài. Không phải. Không phải thì chúng ta phải chọn 70 và 74. Thế còn 68, 72, 76 đây. 68, 72, 76 đều là các địa chỉ mạng con chia được từ cách chia này. Đó, đấy là cách chia mạng con nhé. Sử dụng mặt nạ mạng nào sau đây để chia mạng con 10.96.0.0 gạch chéo 10 thành 8 mạng con. Nên chia thành 8 mạng con. Thì subnet ID là 3 bit. Bởi vì sao? Bởi vì là 8 thì bằng 2 mũ 3, đúng không? Vậy thì mặt nạ mạng con gạch chéo mạng ban đầu 10, đúng không ạ, cộng thêm 3, bây giờ là 13. Cái này nó sẽ là 255.248.0.0. Đấy, tôi giải thích luôn nhá, gạch chéo 13. Lần đây là lần cuối cùng tôi giải thích tại sao biến được về dạng thập phân có chấm như vậy. Gạch chéo 13 thì chúng ta chuyển sang dạng nhị phân trước. 13 bit đầu là 1. Đây, 13 bit đầu là 1, còn lại là 0. Đó, thì đây là 252, đây là 255 này. Được chưa? Đây là 248 này. Được chưa? Còn lại là 0.0. Đây là cuối cùng tôi giải thích cách chuyển đổi này. Một mạng có địa chỉ phần mạng dài 23 bit, nếu trên hình bốn mạng con thì số địa chỉ IP tối đa mỗi mạng con thể gắn cho máy chạm là bao nhiêu? Gợi ý. Địa chỉ mạng con là gạch chéo 25. Được chưa? Vậy thì chúng ta chọn đáp án F. Số địa chỉ IP. Số địa chỉ IP mỗi mạng có thể gắn trong máy chạm, tức là số địa chỉ IP có độ số địa chỉ IP có thể cấp phát, đúng không ạ? Cho các nút mạng dùng là 30, đúng không ạ? Vì nhớ rằng lần cuối lại nhắc đến công thức, gọi lần cuối lại nhắc lại công thức, đó là 2 mũ 32 trừ đi giá trị của mặt nạ mạng, sau đó tất cả trừ đi 2. Đó, lần cuối cùng nhắc lại công thức này. Rồi, mặt nạ mạng nào sau đây có thể chia mạng 172.16.64.0 gạch chéo 18 thành 16 mạng con, thì gợi ý số bit subnet ID là 4. Được chưa? Mặt nạ mạng con gạch chéo 22. Gạch chéo 22 thì đó chính là đây. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết xong. Được chưa? Tất cả các đáp án liên quan đến địa chỉ IP. Được chưa? Liên quan địa chỉ IP. Bây giờ làm
làm một bài tập liên quan đến chia mạng con cho nó thành thạo nhá. Ví dụ là một ví dụ khác nhá. Chia mạng 192.168.10.1.64 thành 4 mạng con. Chấm khác đi. 32.27 đi. 4 mạng con. Được chưa? Rồi. Trước tiên là xác định subnet mặt nạ mạng con. Ví dụ này tôi chữa nhanh nhá. Thế ngay đó là gạch chéo gì ạ? 29 đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta nhớ này. Network ID mạng ban đầu nhớ rằng là 27 bit. Subnet ID 2 bit. Để chọn host ID 3 bit. Chúng ta sẽ thấy là bốn mạng con với subnet ID là 2 bit tôi sẽ có như này. Không 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 một 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 không đó, đó chính là các subnet ID, được chưa? Địa chỉ mạng con của chúng ta này, ra nhìn này, 20 bit đầu tiên, 27 bit đầu tiên là network ID của mạng ban đầu, vậy thì chắc chắn là sẽ phải là 192.168.1 là giữ lại trong địa chỉ mạng con này, bởi vì ba octet này mới là 24 bit thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra 32 sẽ chứa gì ạ? 32 sẽ chứa 3 bit đầu tiên là của network ID mạng ban đầu. Đó. Nhắc lại là trong địa chỉ mạng con thì ba octet 192.168.1 phải được giữ lại. Ba octet này là 24 bit. Được chưa? Rồi, trong mạng ban đầu ngoài 24 bit của ba octet này thì còn có 3 bit nữa của octet 32 là thuộc network ID. Vì chúng ta phân tích 32 0010 0000. Được chưa? Thì có 3 bit này. Được chưa? 3 bit đấy là của network ID ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mạng con 1 này. Được chưa? Subnet ID bằng 00. Vậy thì O4 octet số 4. 3 bit đầu tiên 001 đó là của network ID ban đầu, subnet ID 00 thế là bao nhiêu bit ạ? Thế là 5 bit rồi, đúng chưa? Như vậy còn lại là gì? Như vậy còn lại nó là 3 bit 0 tiếp theo, được chưa? Như vậy cái này bằng 32, cái này chấm 32 mặt nạ gạch chéo 29, được chưa? Mà con số 2 sau đây đi bằng 01, thay vào đây thôi. Thì chỗ này bằng bao nhiêu? 40 đúng không? 40. Như vậy mạng con tiếp theo là .40.29, và như tôi nói rồi, chúng ta thấy ngay một cấp số cộng là gì ạ? Cấp số cộng cộng 8, nghĩa chỗ này là 48. Đấy, .29 32 40 48 56 cho anh chị mạnh dạn. Được chưa? Đó. Bây giờ một ví dụ khác, làm thêm một ví dụ nữa cho nhuần nhuyễn bài toán trên mạng con. Chia mạng 10.128.0.0 thành 8 mạng con. Đã phải chấm 10. Đấy chưa? Mặt nạ mạng con thấy ngay là gạch chéo 13. Đây, chúng ta lại quay lại cấu trúc này.
Để xác định địa chỉ mạng con, ta phải nhớ cái khuôn dạng này, phải nhớ cái định dạng địa chỉ mạng con này. Địa chỉ mạng con này, network ID ban đầu 10 bit này. Subnet ID 3 bit này. Host ID là bao nhiêu ạ? Host ID là 19 bit này. Và ta có bảng tính toán. Subnet ID này, địa chỉ mạng con này, subnet ID 00001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 00
mạng ban đầu này 10.0.128.0.0 có 10 bit thuộc network ID. Trong đó là octet đầu tiên là 10 là 8 bit. Nó sẽ xuất hiện trong tất cả các mạng con. Đó, xuất hiện trong tất cả các mạng con. Rồi. Còn lại 2 bit của network ID mạng ban đầu. 2 bit của network mạng của network ID mạng ban đầu nằm trong 128. Đó. 128 chúng ta sẽ có 2 bit ban đầu đây. Thì chúng ta sẽ có mạng con 1 này. Subnet ID bằng 000. Chúng ta thấy ở đây này, với địa chỉ mạng con thì octet đầu tiên đã xác định rồi, bây giờ tôi phải xác định octet tiếp theo O2. O2 này, 2 bit đầu tiên giữ lại. Đúng không ạ? Đó là 2 bit của network ID ban đầu. 3 bit tiếp theo. Là của gì ạ? 3 bit tiếp theo là của subnet ID. Còn lại mới biết ạ, còn lại 3 bit đúng không? Của host ID. Như vậy cái này nó sẽ thấy bằng là gì ạ? 128. O3. O3 các bạn có đoán được là bao nhiêu ạ? Rồi, tất cả các bit của O3 bây giờ là gì ạ? Nhớ rằng đến O3 thì tất cả các bit của O3 đấy, hết phần subnet ID ở đây rồi. Đó, hết subnet ID ở đây rồi thì còn lại là các bit phần host ID, thì tất cả các bit phần host ID đều là 0, vậy thì O3 thuộc host ID. O3 thuộc host ID tất nhiên nó toàn là 0, vậy thì bằng 0. O4 cũng như vậy. Đó, đây là cho mạng con thứ nhất, rồi cho mạng con thứ hai này. Subnet ID là 001 này. Chúng ta thế vào đây. O2 2 bit đầu tiên 10 của network ID ban đầu. 3 bit tiếp theo subnet ID 001. Các bit còn lại của host ID, như vậy cái này là bao nhiêu ạ? 136. À số 1 đúng rồi, 136. O3, O4 vẫn là .0.0. Như vậy chúng ta thấy này, mạng con đầu tiên vừa nãy tôi quên chưa điền vào đây. 128.0.0 gạch chéo 2 chỗ gạch chéo 13. Với subnet ID 001 chúng ta có mạng con thứ hai là .136. .136 chứ 128 là 8, vậy thì chúng ta thấy cấp số cộng 8. 144 152 160 168 176 và 184. Còn lại các octet còn lại đều là .0.0. Đó, đây chính là địa chỉ mạng con chúng ta tính toán được. Đó. Thì hy vọng là qua 3 ví dụ vừa rồi các bạn hiểu đã hiểu và nắm vững được cách thức chúng ta chia mạng con với mặt nạ không đổi, với mặt nạ cố định. Được chưa? Đấy là một bài toán khá quan trọng, thao tác kiểm toán quan trọng khi chúng ta xử lý địa chỉ IP V4. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành xong các cái nội dung liên quan đến địa chỉ IP V4 trong nội dung môn mạng máy tính. Các bạn có thể tự tìm thêm rất nhiều các ví dụ khác để luyện tập thêm. Ok chưa? Rồi. Buổi livestream của chúng ta tạm dừng đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trong thời gian còn lại thì mình cũng sẽ cố gắng bố trí thêm 1-2 buổi livestream nữa để
giải đáp các câu hỏi còn lại trong bài thi trắc nghiệm của những năm trước. Và chúng ta lưu ý rằng là năm nay là thi tự luận, nên là việc giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm này là để tóm tắt lại, các bạn nhắc lại kiến thức các bạn được học trên lớp thôi, chứ các bạn lưu giúp cho là chúng ta phải nắm kiến thức cho vững. Đề thi năm nay sẽ là đề thi tự luận và không được phép dùng tài liệu. Rồi, xin chào các bạn.